Thì sau khi mình được trải nghiệm camper van life hoặc là đời sống trong nhà di động, mặc dù mình chỉ được 2 ngày thôi, mình không phải là những nhà chuyên nghiệp đi những xe nhà di động như đây, đấy giúp mình được gì trong đời sống, con cái mình và gia đình. Và hôm nay Khang sẽ ráng chia sẻ cho khán giả cái cảm nghĩ của Khang sau 2 ngày được sống trong xe nhà di động. Trong video này mình cũng sẽ bắt đầu đi đến địa điểm thứ hai, đó là Monterey Bay, một trong những nơi có thể nói rằng có cuộc sống biển cả đẹp nhất tại nước Mỹ. Nơi này cũng là một nơi mà mình có thể được xem những con cá voi, và đặc biệt nó cũng có một cái aquarium hay được gọi là hồ cá rất là nổi tiếng trong cả nước Mỹ, gọi là Monterey Bay Aquarium nè mọi người. Hôm nay mình sẽ ghé qua mình thăm. Khán giả nhớ ráng coi hết video nè, vì Khang đã tìm ra có một cái cách mà mình có thể save bớt rất là nhiều tiền, khỏi cần mướn hotel, khỏi cần mướn campsite tại thành phố Monterey Bay nè. Xin khán giả cùng theo gia đình Khang nè. Let's go. Khán giả đang, và hôm nay là chỗ ngừng đầu tiên của mình trong cuộc hành trình đi camper van. Nói chung cái nơi mà mình ngừng kết nhất là Morro Bay. Thường thường hay nghe đến gọi là Slo, là San Luis Obispo. Nơi này nổi tiếng thì không biết là tại vì nó có trường học gọi là trường Cal Poly San Luis Obispo. Còn Morro Bay là Khang chỉ biết đến là nó có một cái cục đá, một cái tảng đá rất là lớn. Nhưng mà sau khi hôm nay Khang có cơ hội đi cái Natural Museum của Morro Bay thì mình đã hiểu rằng cái này là một cái bán đảo, một cái làng đánh cá nhỏ, và sau đó họ sống về ngành điện, tại vì họ có cái máy điện như là mình đang xem cái một cái xưởng điện mà có cái ba cái trụ rất là lớn. Sau qua nhiều năm nó cũng đã đóng cửa bỏ đi, thì thành phố này phải kiếm một cái gì khác để tiếp tục phát triển. Thì sau đó họ đã dựng lên một cái cầu để connect cái hòn đá hay là hòn đảo này, đó là Morro Bay Island. Họ đã dựng lên một cái cầu, một cái đường đi để cho người ta đi từ đất liền vào cái cầu đó. Rồi mình đổi hướng một chút. Sau đó là cái thành phố đã phát triển vì ngành du lịch, tourism. Nó phát triển ngành du lịch là tại vì cái hòn đá này nó rất là đặc biệt, là chỉ có thường thường từ Bắc Cali trở lên hay là tiểu bang Oregon, Washington là mình mới thấy những hòn đá mà nó mọc ra từ biển. Nhưng mà đây là một nơi đầu tiên mà trong tiểu bang California có những cái hòn đá lớn kiểu vậy. Cho nên từ đó nó sẽ trở thành là một thành phố rất là nổi tiếng về du lịch. Thì khi mình tới đây thì cái cảm nghĩ Khang thấy cái thành phố này nó là một cái thành phố nhỏ yên tĩnh như là mình coi trong phim. Còn nói về đi cắm trại, về camper van thì ngày đầu tiên so far Khang rất là thích, là mình coi như là nó rất là thoải mái, dù mình lái xe cũng 4 tiếng từ Little Sài Gòn mình lên đây. Nhưng mà nó là một cái cơ hội khi mà mình dù có đi tới trễ hay là đi đâu, mình cũng có sẵn đầy đủ trên xe, tiện nghi trên xe, mà có thể đem đi nhiều nơi. Khang rất là khuyến khích người nào mà muốn có cơ hội tìm hiểu thêm về cái camper van. Thì nếu mà ai mà có tiền thì camper van thường thường không phải rẻ đâu nè. Nó là trở lên cũng cỡ là mình mua mà như là những cái hãng mà Winnebago camper van rồi đó, nó là 100.000 trở lên, 120.000, 130.000 trở lên. Còn có nhiều người Khang biết họ làm, họ design một cái camper van riêng của họ, họ mua một chiếc xe Promaster, Ram Promaster hay là những cái cargo van riêng là 30 mấy ngàn, thì sau đó họ sẽ sửa lại cộng thêm 20 mấy ngàn, 30 mấy ngàn nữa. Thường thường mình để ý là những người lớn tuổi về hưu hay đi cái đó, hay là họ mua cái RV hay là cái trailer. Cái bất lợi của RV và trailer rất là lớn,
hay là khi mình lái xe mình mu lui lại lại nó hơi khó. Nếu mà có trong tương lai thì mình có cơ hội mình sẽ đi thêm, tại cái nghĩ nó rất là tiện nghi cho mình khi mà muốn đi chơi. Khang và trong gia đình Khang thì lúc nào cũng thích đi chơi, đi nhiều, đi đây đi đó. Tại vì cái nhiều người hay nói là mình chờ đến già mình đi, nhưng mà nếu mình nghĩ lại, mình ráng làm nhiều tiền thật tiền lúc mình còn trẻ, mà khi mình lớn lên lớn tuổi, lúc đó mình về hưu mình mới bắt đầu đi, thì nó sẽ không còn vui. Cái như mình bệnh hoạn hay là mệt đuối thì tại sao mình có cơ hội này thì mình không đi? Nhất là đặc biệt mình có thể mình thêm một chiếc xe van, camper van đã sẵn sàng cho mình, không có mileage, unlimited mileage, để mình có thể mình được trải nghiệm cuộc sống trong camper van. Camper van này thì Khang mướn là cũng khoảng như là 7 ngày là như có 200 đồng một ngày, và sau đó mình tính những cái tiền là service fee này kia, thì trong gần một tuần thì nó sẽ tính ra mình cũng là 1.500. Còn nếu mà mình muốn đi chơi xa này mà mình ở những cái hotel thì Khang nghĩ nó sẽ mắc tiền hơn, và mình phải khiêng đồ ra, khiêng đồ tới, khiêng đồ lui. Thì tại sao mình không có mướn cho mình một chiếc xe kiểu này? Thì không phải là mình quảng cáo cho hãng Campervan này đâu, nhưng mà đó là một cái thú vị, một cái cuộc adventure khác biệt. Nếu mà người nào muốn tìm hiểu thêm, nếu mà không có đủ tiền để mua một cái RV hay Campervan, hoặc là không có thể xây dựng dựng được một chiếc Campervan, thì mình có thể làm như này, và sau đó mình trả lại, mình coi như là mình dùng khi nào mà mình cần thôi. Nhưng mà tương lai nếu mà có cơ hội thì Khang sẽ ráng, đúng không? Một lần nữa, nếu người nào mà tiếp tục theo dõi chương trình Khang đi lang thang hay là con đường đến thành công trên đài Little Sài Gòn TV, xin mình tiếp tục ủng hộ cho đài, cho mình một lời chia sẻ, like và subscribe, vì đó là một cái gọi là thức ăn tinh thần. Và hôm nay là chỉ là ngày đầu tiên thôi, mình đã cơ hội để mình tìm hiểu về thành phố Morro Bay, và sau đó mình tìm hiểu thêm về cái lịch sử chính của nó nữa. Và ngày mai mình sẽ tiếp tục đi một nơi khác cùng Campervan. Thì mình sẽ đi đâu đây? Đó là một nơi mình sẽ chạy lên thêm 2 tiếng nữa nè, thêm 2 tiếng Bắc Cali, và sẽ cho cùng với khán giả được tìm hiểu thêm. Và đó là một chút về cái cuộc hành trình đi Campervan, một cái glimpse được trải nghiệm sống trong Campervan ra sao. Thì nói chung cái nhiều người sẽ coi này thì không có thấy gì nó đặc biệt hết thì cũng được, không sao. Nhưng mà Khang nghĩ đó là một cái memory, một cái sự coi như là một cái adventure, mà một cái cơ hội để mình cùng trải nghiệm với trong người, trong những cái em nhỏ, con nhỏ của mình, trong gia đình của mình. Và Khang cũng tiếp tục lúc nào cũng muốn đem cho nhiều người. Có người đã đi campervan được nhiều thì sẽ quen, cho là Khang lời chia sẻ. Người nào mà chưa biết thì cái là một trải nghiệm mình đi cùng với nhau, chung với nhau. Một lần nữa Khang cũng muốn nói là có nhiều người không, bạn trẻ cũng có đi những cái kiểu này, nhưng mà họ thường thường họ có chiếc xe truck, họ sửa lại thành một chiếc off-road. Thường thường đó thì ít họ đi chơi như là leo núi rồi nhiều hơn. Maybe tương lai mình có cơ hội mình cũng sẽ tìm hiểu thêm. Ok, hẹn gặp lại với khán giả video kế tiếp, phần kế tiếp trong cuộc hành trình đi campervan xuyên tiểu bang California, miền Bắc California. Bye. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì học khu trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình. I have to say, guys, this is a must when you go camper van. Jerry, anh hãy tạo cho con. Must, phải cần. Phải
Oi, see? I ate it half, but she didn't want any more. No, I have to. Genevieve, and another happily. Pit stop everybody, và bây giờ mình trên đường đi đến Monterey. Is it Monterey Bay or Monterey Aquarium? Monterey Aquarium, đó là có 2 tiếng nha. Bây giờ mình tiếp tục mình đi nha. Monterey. My hero. The escape room right here too. I am right here, guys. They keep telling you parking down there. No. And then here, and then you turn left. Turn left here. Thì bây giờ mình đã tới rồi nè mọi người. Chưa bao giờ mình đi Monterey Aquarium hết, nhưng mà chắc chắn là parking là big issue nếu mà mình có những xe lớn hay là xe nhỏ cũng vậy. Nhưng mà mình tìm được cái chỗ đậu đây cũng cỡ, nó cũng cỡ là 5-10 phút đi bộ tới. Nhưng mà đặc biệt ở đây là nó cho mình đậu qua đêm, nếu mà mình trả 60 đồng, có nghĩa là nếu mà mình muốn save cái tiền mà khỏi đậu một đi chỗ cắm trại đó, thì mình sẽ đậu đây qua đêm rồi sau đó sáng mình đi cái aquarium coi như là nó gần hơn. Đó là một cái đề nghị đó. Ok, bây giờ mình chuẩn bị đi vô năng. Let's see aquarium ra sao, tại sao nổi tiếng. Cái đó là cái đề nghị của Khang nè mọi người. Mình có thể bớt được tiền rất là nhiều nếu mà mình đậu cái này qua đêm, cũng như là mình trả tiền parking thôi, mình cộng thêm 10 đồng nữa thì mình có thể đậu được qua đêm như là một cái nơi cắm trại của mình vậy đó. Cũng hay ha. Nếu mà mình đi những chiếc xe nhà di động kiểu này thì nói chung là mình có thể save bớt rất là nhiều tiền nhưng mà mình tìm được những cái chỗ mà đậu xe kiểu này. Và kế tiếp của mình sẽ đi tìm hiểu về Monterey Aquarium, nhưng mà chắc mình sẽ chờ cái video kế tiếp nè mọi người, vì video này cũng dài quá rồi. Cảm ơn mọi người nè đã tiếp tục theo dõi gia đình Khang và trên đài Little Sài Gòn TV hay là trong chương trình YouTube Khang đi lang thang. Alright, see ya. Một tầng thôi mà nó sẽ có hai tầng, và bây giờ mình sẽ lên trên coi cái gì.